Rồi ok, xin chào các bác. Thì trước đây em cũng đã có một số cái clip để hướng dẫn các bác cập nhật cái phần mềm cho điện thoại LG ấy. Thì ví dụ như cái clip trước mặt các bác đây này. Thì trong cái clip này ấy, em đã hướng dẫn các bác một số cái cách để các bác có thể tự cập nhật được cái phần mềm của các bác lên cao hơn. Ví dụ các bác đang dùng Android 10 chẳng hạn, các bác muốn lên Android 11 ấy, thì các bác có thể hoàn toàn theo cái clip này để các bác lên nhé. Và tất cả những cách ở trong cái clip này ấy, nó rất là dễ dàng và các bác hoàn toàn có thể là tự làm được. Thì có thể làm bằng trực tiếp trên máy chẳng hạn, trực tiếp trên các điện thoại của các bác chẳng hạn, thì cái đấy gọi là OTA thì các bác biết rồi. Còn nếu như các bác không thể làm trên máy các bác được ấy, trên điện thoại được ấy, thì các bác bắt buộc phải dùng một cái máy tính thôi để các bác làm. Thì trong đấy ấy, em cũng đã hướng dẫn các bác cập nhật từ trên cái điện thoại này rồi cập nhật bằng máy tính này đấy. Nhưng mà nếu như các bác mà làm theo cái clip này ấy, tất cả các cách ở trong clip này ấy, mà không được ấy, thì lúc đó ấy, các bác phải tiến tới một cách nó khó hơn, đó là cái KDZ. Thì đây này, em cũng có một cái hướng dẫn các bác KDZ. Thì cái tên clip này ấy, nó là hạ Android 11 xuống 10 ấy, nhưng thực ra thì hạ hay lên thì nó cũng như nhau thôi, nó đều là một cách cả. Lên hay xuống thì nó đều gọi là KDZ cả. Thì ở trong cái clip này em đã hướng dẫn rất là đầy đủ tỉ mỉ rồi, cái clip nó những 40 phút cơ mà, cho nên là các bác muốn làm ấy, thì các bác theo dõi cho nó kỹ nhé. Và cái clip này em quay nó kiểu này thì nó cũng hơi khó nhìn, các bác hết sức thông cảm nhé. Và các bác cứ làm theo đúng clip là các bác sẽ làm được thôi. Thì cái cách này ấy, gọi là cách KDZ1 đi đấy. Nhưng mà có một số máy ấy, nó khó hơn đây này. Ví dụ em đang có cái con đây, em đang có con V50 của em này này. Đây là con V50 em mới dùng. Thì cái con V50 này ấy, lúc em mua ấy thì nó chỉ có Android 10, lúc nó lúc lúc đấy nó chỉ có Android 10 thôi các bác nhé. Mà em làm tất cả các cách như em vừa nói lúc nãy ấy, dùng hai cái clip này để mà cập nhật cho cái con cho con V50 này, nhưng mà nó không nghe được Android 11 các bạn. Thì cuối cùng em đã tìm ra một cách nữa. Thực ra cái này cũng không phải tìm mà nó mình áp dụng thôi. Thì cái máy của em đã lên 11 rồi đây. Đấy thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác thêm một cách để các bác biết được là cách KDZ cái điện thoại của các bác. Ví dụ như các bác làm theo hai clip này em sẽ để dưới mô tả nhé. Nếu như các bác làm theo hai clip này mà không được nhé, thì các bác làm tiếp theo cái clip này nữa. Clip đang làm em đang các bác đang theo dõi đây thì có thể nó sẽ được thôi. Thì cái cách này gọi là cách KDZ thứ hai đi, nhưng thực ra thì nó rất là chính thống rồi các bác. Thì đây, các bác muốn làm theo cái cách này thì các bác vào cái trang này nhé. Thì đây là cái trang lgrom.com này đấy. Thì trong cái trang này nó sẽ cho các bác check được cái máy của các bác đang ở bản gì. Tại vì trước tiên thì các bác muốn 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 nâng cấp cái điện thoại của các bác ấy, thì các bác phải biết được là máy các bác là máy gì. Ví dụ như máy LG thì nó có là Hàn và máy Mỹ. Thì trong máy Hàn ấy thì nó có chia làm ba nhà mạng là LSK đấy, còn máy Mỹ thì nó cũng năm sáu cái loại nữa, như ở T-Mobile rồi AT&T Virgin rồi Sprint cả bản Nhật nữa đấy. Thì các bác em cũng có một clip để mà hướng dẫn các bác check xem là các bác đang dùng cái bản gì ấy. Nhưng mà đây tiện đây em cũng hướng dẫn các bác check luôn. Thì ở trong cái trang này ấy, nó sẽ cho các bác là check email này đấy. Các bác nhấn vào cái dòng check email đấy thì các bác nhập cái số email của các bác vào đây. Thì đây như cái con V50 của em đây, các bác có thể thấy cái số email của nó đây. Nhưng mà một số bác ấy máy bị mất email chẳng hạn, hoặc máy năm sau đó mà không có số email này chẳng hạn, thì các bác sẽ không tra được bằng cách này. Thì lúc đó các bác bắt buộc phải là ví dụ như tháo máy hoặc làm gì đó để các bác biết được là máy các bác là bản Hàn hay bản Mỹ, và bản Hàn thì bản S hay bản K hay bản L, để các bác tải được cái bản bản ROM đúng của cái máy các bác ấy. Thì đây ví dụ như máy em là nó còn số email nhá. Đây này. Thì các bác tra vào cái trang này để các bác tra thôi. Thì đây cái số email của em là đuôi nó là 927 đây. Nó là cái đuôi này này. Đấy, thì khi các bác nhập được 15 cái số email vào đây rồi thì các bác nhấn vào check. Các bác chờ tí nó check. Đó, rồi ok. Thì đây này, nó check ra cái điện thoại của em rồi đây này. Thì điện thoại của em ấy nó là cái điện thoại LG V50 này, ThinkQ này. Đó. Và bản này quan trọng nhất là cái này này. Đấy.
đây là cái phiên bản ấy, nhà mạng ấy, thì bản của em là bản K nhé. Đấy, bản của em là bản K này. Đây các bác có thể nhìn rõ đấy. Bản này là bản K. Đấy, và cái phiên bản phần mềm mới nhất của nó đây thì nó đang có cái phiên bản phần mềm mới nhất là V500N30C. Đó. Thì ngay ở bên dưới ấy, ngay dưới chỗ này này, nó đã cho phép các bác là tải cái phiên bản mới nhất về, thì các bác chỉ cần kích vào đấy thôi là nó sẽ đưa các bác đến một cái trang để các bác tải cái phần mềm mới nhất của cái máy của các bác về luôn nhé. Thì đây, đấy, các bác nhấn vào đây. Đấy. Thì đây, trước tiên các bác muốn làm gì làm thì các bác phải có một cái bản ROM mới đã. Ví dụ đây, cái bản ROM mới nhất của cái con LG em đang dùng đây thì nó là bản V500N 30C đây, và đây là bản 11 nhé. Đấy, bản 11 này. Đấy. Nó có dung lượng đến những 6,8 GB này, đấy rất là nặng. Đấy cho nên các bác phải tải nó trước. Thì các bác khi ra đây rồi thì các bác nhấn vào cái tải thôi, download về thôi. Đấy, các bác nhấn vào đây để download về thôi. Đấy, nó sẽ chạy đây này các bác này, nó sẽ chạy đây này. Đấy. Ở phần dưới đây này. Đấy, thì cái bản này em đã tải về rồi nhá, cho nên em sẽ không tải nữa, em sẽ hủy nó nhá. Rồi, hủy nó. Ok. Rồi, hủy nó đi nhá. Còn nếu như máy các bác mà không giống bản em ấy, không giống và không phải là bản K này ấy, thì dưới này nó có một số cái bản cho các nhà mạng khác đây. Ví dụ như dành cho bản L này, đấy. Bác nhìn theo con trỏ chuột này, này. Đây nó có bản L này. Đấy. Bên dưới bằng dòng màu xanh là bản K này, và bên dưới dòng màu tím này này, nó là bản S này. Đấy, nó đều có Android 11 hết rồi nha các bác. Đấy. Riêng nhà mạng Hàn ấy thì cả ba nhà mạng đều có Android 11 hết rồi nha. Đây. Các bác thấy rồi đấy. Đều có Android 11 hết rồi. Thì các bác nhấn vào các bác tải về thôi. Tùy các bác là dùng máy bản gì thì các bác tải về thôi. Hoặc là nếu mà bản Mỹ, nếu như bản Mỹ nhá, nếu các bác dùng bản Mỹ thì các bác check email ra thôi, hoặc là các bác check ở đây này. Các bác check ở chỗ model này này. Đấy các bác biết là LG này, V50. Từ từ đã. Đấy, LG V5. Trời, nhầm rồi. V50. Đấy. Thì đây này. Các bác check ở cái dòng tìm kiếm này, các bác cũng ra được rất nhiều cái bản Mỹ đây này. Ví dụ như bản bản M này, bản N này, bản Hàn nhá, bản M này đấy, bản VM này đấy. Thì các bác muốn biết bản gì, bản mình là bản gì ấy, thì các bác có thể là vào cái trang gọi là trang này này. JSM chấm này. Ví dụ như các bác muốn tra LG chẳng hạn, LG V50 JSM chẳng hạn. JSM Arena. Đây này, nó có hết rồi này. Đây em đây này. Em viết Hà Nội nhá. A này. R này. Đấy, thì các bác vào cái trang này. Đấy. Đó thì vào cái trang này nó sẽ đưa ra cho các bác rất nhiều cái model của các máy nhá. Này uống quá các bạn. Đây. Thì trong này này. Đây này các bác. Đây này, nó rất nhiều cái model này, đấy. Các bác thấy rồi đấy. Đấy thì các bác có thể là không dùng trang này cũng được, hoặc là các bác có thể tra trên Google làm sao đấy để các bác biết được là các bác đang dùng cái máy gì. Đấy. Còn nếu như các bác không biết được ấy, thì không 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 tra nổi ấy, không biết tra như thế nào ấy, thì các bác có thể là đăng trên nhóm nhé. Trên nhóm thì em có cái nhóm Facebook thôi. Nhóm Facebook là nhóm này. Đây, nói hơi man man rồi nhưng mà đã chót thì chót giới thiệu cho các bác luôn. Thì đây này, cái nhóm của em đó là cái nhóm, thôi rồi, đây nhóm này. Ui, rất là chợ lâu các bạn. Đây thì cái nhóm của em là cái nhóm hội LG đây này. Chờ tí các bác. Thì cái nhóm này ấy, em cũng sẽ để dưới phần mô tả cho các bác biết nhé. Thì đây cái nhóm của em đây. Đây là cái nhóm hội LG, có thể là gọi là hội LG mạnh nhất thế giới rồi. Vi diệu nhất thế giới luôn. Đấy, thì các bác mọi câu hỏi, mọi thắc mắc các bác có thể vào nhóm này để các bác hỏi. Em không biết thì có thể các bác biết khác sẽ biết nhé. Thì các bác cứ mạnh dạn vào đây hỏi đi. Vào đây chém gió loạn suy ngẫu lại cũng được, không sao cả. Miễn là đừng nói tục, đừng mất dạy là được. Rồi. Thì đây nhóm của em nhé, em sẽ để dưới phần mô tả luôn. Đấy. Rồi tắt cái này đi. Rồi. Ok nhé. Thì coi như là các bác đã tải được xong cái file ROM rồi, file gọi là cái file KDZ ấy, thì như đây này. Em đã tải, em để vào đây ở đây này này.
Có chờ tí. Đây này, em đang để ở phần download đây này. Đây. Nó là cái bản này này. Cái bản này em lúc nãy em cũng tải nhưng mà nó không phải. Thì bây giờ em xóa đi, nó không phải phần này. Đấy thì cái bản này này. Đấy, thì em đã tải nó về đây. Nó sau khi tải xong nó về những 7,1 GB cơ. Rất là nặng. Đấy cho nên phải tải trước. Ok. Đấy và tiếp theo ấy là cái ngay phần bên dưới này này, đây ngay cái phần này này. Đấy, các bác nhìn thấy này này. Đấy thì nó đã hướng dẫn cho các bác là cách để làm ấy. Thế này, ví dụ như bước 1 này, các bác download cái file LG-ROM này, các bác kích vào thôi. Đấy, các bác kích vào đấy. Đây này, các bác kích vào này, nó sẽ đưa cho các bác là tải file đấy ở đâu, tải cái file LG-ROM up này ở đâu này. Đấy. Đây này thì ở dưới này này sẽ có link này. Đây này. Đây này. Đây nó sẽ có link driver này. Đấy, các bác kích vào link driver thôi. Đấy. Đấy và nó sẽ đưa cho các bác là đấy LG up này. Các bác chờ là tí đây. Nhiều bác vào đây còn không không biết tải cái này nữa thì cũng hơi hơi mệt. Thì các bác nhấn vào cái nút tải xuống này này, đây. Nút đây này. Đấy, các bác nhớ nhìn thấy con trỏ chuột nhé. Đấy các bác nhấn tải xuống. Nói chung là hướng dẫn cái này thì quá là tỉ mỉ rồi, các bác mà nào mà không làm được nữa thì cũng đến bó tay luôn đấy. Đấy các bác chờ nó tải về thì thực ra là cái này em cũng tải rồi, cho nên em cũng không tải được nữa. Không cần phải tải nữa nhưng mà thôi cứ để đây load cho các bác xem, nhưng máy em nó hơi chậm thôi. Giờ chậm đấy nhỉ. Chậm quá, chậm quá. À đấy, đấy xong rồi này các bác. Thì cái file này nó những 17 MB đấy xong rồi nhá. Xong rồi các bác con nào này tắt đi. Đấy. Ở chỗ này nó có hai đường link để các bác tải, thì thường thường cái đường link driver này nó là nhanh nhất, còn nếu các bác không tải được đường link này thì các bác tải đường link dưới đấy, thế thôi, nó rất là đơn giản đấy. Và đây này, ở đây nó rồi các bác quay lại cũng được, hoặc là ngay ở đây, ngay ở đây nhé, đây này, ngay ở đây này, đây này, ngay đây, đây 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 thì các bác nó đã cho các bác là tải cái driver của LG mới nhất rồi. Đây này, đây các bác nhìn thấy không? Thì các bác cũng tải luôn được, không sao cả. Đấy. Coi chờ tí. Tùy thuộc vào cái tốc độ mạng của cái nhà các bác mà. Đấy. Clip nó sẽ rất là dài nha các bác. Cho nên là bác nào mà và có tinh thần vồ vạch thì cố gắng mà xem, chứ bây giờ nhiều khi các bác inbox hỏi em nhiều khi nó dài quá em không thể nào mà ngồi mà cào phím với các bác được, cho nên nó rất là mệt luôn ấy. Cho nên bắt buộc em phải làm một cái clip như thế này để mà hướng dẫn các bác đấy. Thì các bác tải về đây. Cái này em cũng tải rồi nhé. Tí nữa em sẽ show cho các bác. Thì cái này các bác cũng kích vào để tải thôi, dễ thôi. Đấy. Đấy, là dễ thôi. Đấy thì coi như đã xong rồi nha các bác. Chỉ cần tải hai cái đấy thôi. Cái này các bác chỉ cần tải cái phần mềm này. Thứ nhất là cái phần mềm lgrom-up.com này này. Đấy. Và cái driver của nó. Nếu như mà các bác dùng cái driver mới nhất này mà không được ấy, thì các bác có hoàn toàn có thể dùng cái driver của em sẽ để ở dưới này cho các bác nhé. Đây rồi, đây rồi, đây 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 nhá. Thì ở chỗ này ấy, em cũng sẽ để tất cả các link driver của LG ở dưới phần mô tả cho các bác biết nhé. Đây các bác nếu như mà dùng cái driver này mà không được nhé, mà không được ấy, thì em sẽ thì các bác tải nốt luôn mấy cái driver này nữa để các bác cài nốt nó ra. Đấy. Thì nhưng mà trước tiên thì các bác cũng chỉ cần dùng cái driver này thôi. Đấy rồi ok. Thì sau khi như thế là đã xong rồi đấy, như thế là đã mình đã có thứ nhất đây này. Đấy, em sẽ vào cái My Computer của em. Thế đây này, thứ nhất này, mình đã có một cái file, đây gọi là file LG up này. Đấy. Là xong nhá. Đấy. Có một cái file đây em đang để đây rồi, không cần dùng cái đấy. Đấy, có một cái file đây em đang để đây này. Đây đấy, có một cái file LG ROM up này. Đây là phiên bản 1.1 nhé. Thực sự đây là cái phiên bản mà cũ hơn đấy các bác, không phải là mới đâu. Giờ nó lên 1.6 rồi sao ấy. Thì trong này các bác sẽ có. Tại sao có cái này nhá? Tại sao có cái này thì từ từ đã. Đây này, nhiều cái bác lại bảo sao tự nhiên thì có cái đấy. Thì đây ở cái phần download đây này. Đấy, cái file mà em tải về đây này. Em sẽ copy vào đây. Copy vào đây cho nó cùng một chỗ cho nó khỏi khỏi phân tán thôi. Đấy, ở LG này thôi. Đây này, LG app mới này. Đó. Thì nó ở đây rồi này các. Đấy thì cái này tạm thời nó lúc đầu sẽ không có đâu. Các bác tải về nó sẽ có hai cái file này.
Đấy, lúc tải về là các bác sẽ có hai vai này nhá. Đấy, và các bác sẽ đầu tiên ấy là các bác cài đặt cái file driver ra. Này em đang tải, em đang nhấp vào đấy. Thì đấy, đấy nó sẽ tự động nó cài cái driver này cho các bác. Đấy. Ok, cái này nó bắt các bác làm gì đây này? Setup driver 1.2. Cái gì đây? Thôi, không quan trọng đâu. Cái này nếu mà nó báo lỗi này thì các bác cứ ok đi, chả quan trọng đâu. Đấy, và tiếp theo ấy là các bác giải nén cái này ra. Đây, giải nén cái này ra. Giải nén cái LG ROM up 1.1 này này. Đấy, thì nó sẽ ra cái file này thôi. Thì cái, sau khi giải nén xong thì các bác hoàn toàn có thể xóa được cái này đi. Đấy, đây, thì trong cái này ấy, trong cái này nhá, nó sẽ có một cái file này này, cái file file LG ROM up này, .com này. À, ROM.up này. Đấy, thì các cần chạy cái này là ra luôn. Và ở chỗ này nó đã có sẵn cái file file common rồi nhá. Common.dll rồi đấy. Đấy, cho nên các bác không cần phải tải cái file dll nữa. Đấy, nó ngon ở chỗ đấy. Đấy, với nhau có nghĩa là bây giờ là các bác sau khi các bác tải được hai cái file này rồi. Đấy. Và có một cái file ROM nữa, file ROM thì đang để chỗ ở ngoài nhá. File ROM thì đang để đây nhá, đúng không? Đấy. File ROM đang để đấy. Thì bây giờ các bác vào phần này, các bác chạy cái LG ROM up lên. Đấy, các bác nhấn chuột phải và chọn cái chạy bằng quyền admin nhé. Admin. Đấy, các bác chạy admin. Đó, các bác chờ tí đấy thì nó sẽ ra như thế này. Đấy nhá. Các bác hoàn toàn không cần phải phải tìm file DLL nữa này. DLL nó có sẵn rồi, nó ở sẵn cho các bác luôn nhá. Đấy, và khi đó thì các bác chạy cái này thì các bác phải cắm cái điện thoại vào. Thì đây. Cái gì của em đây, em sẽ cắm cái điện thoại vào. Đấy, cắm rồi nhá các bác. Đấy. Và khi mà các bác cắm cái này vào rồi ấy, thì các bác nhớ là phải chọn cái chế độ là chuyển tệp nhé. Đấy, còn nếu như các bác nào mà không biết chọn đấy, không biết chọn cái đấy thì các bác vào cái phần này, đây phần làm lại từ đầu cho các bác phát nữa, là vào cái hệ thống này, vào cái giới thiệu điện thoại này. Đấy, từ từ em phút đã nhé. Vào cái phần mềm này. Phần mềm này, đấy các bác nhấn vào cái chỗ tạo số này 7 lần này, 1 2 3 4 5 6 7. Đấy, ok, 7 lần rồi nhá. Đấy, và các bác quay trở lại. Đấy, và các bác quay trở lại nhá. Thì các bác quay trở lại, các bác sẽ thấy cái phần các tùy chọn nhà phát triển. Đấy, thì các bác vào đây. Các bác vào đây, các bác bật mấy cái ví dụ OEM lên này. Bật lên hết. Về và quan trọng nhất là bật cái gỡ lỗi USB này. Bật gỡ lỗi USB lên. Đấy, ok. Vậy là đã xong nhá, bật lên rồi nhá. Kêu bật hai cái đấy thôi. Đấy, và bác cắm trở lại. Cắm cái dây cáp trở lại. Đó. Thì khi cắm vào đây rồi ấy, thì các bác kéo xuống. Các bác kéo phần này xuống này. Từ từ đã, không được. Các bác kéo từ trên xuống này. Thì nó có cái chỗ chuyển tệp đây này, nhấn vào. Và các bác luôn luôn chọn cái chuyển tệp nhé. Rồi, ok. Thế là xong trên điện thoại, chỉ cần như thế thôi. Đấy. Thì trên điện thoại đã xong rồi và các bác nhìn thấy đây này, cái LG ROM up này, nó đã nhận cái LG nhà mình rồi này, cái dòng đầu tiên này, port này, đấy cổng COM9 này này, đấy, đã nhận rồi nhá, file DLL đã có rồi nhá, bây giờ là thiếu cái file KDZ này đúng không? Thì các bác nhấn vào cái chỗ này, đấy, các bác nhấn vào cái chỗ chỗ con chuột nha, nhấn cái chỗ ba chấm này này, đấy các bác nhấn vào, các bác tìm đến cái file KDZ mà các bác đã tải về đấy, cái file mà rất nặng đấy, 67 GB đấy. Thì đây em đã tải, em để đây này. Thì đây các bác nhấn vào. Đấy, các bác chọn nó. Ok. Thế là đã có file file ấy rồi nhá. File 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 ngon lành rồi đấy. Và các bác sau khi có ba cái này rồi. Thứ nhất là nhận máy này, có DLL rồi này và có file KDZ thì các bác chỉ cần nhấn cái chữ flash này nữa là xong. Đấy. Còn những cái phần dưới này các bác không cần quan tâm nhé, cái này không cần quan tâm nữa. Thì em sẽ nhấn flash cho các bác xem luôn nhé, nhấn flash này, đấy. Ok, cứ nhấn đi, cứ chạy thôi. Đấy, cho chờ đi. Thì cái bước này ấy, nó sẽ chạy rất là lâu đấy, cho nên các bác phải hết sức kiên nhẫn và đừng có bị, thứ nhất là không không làm cái máy tính của bác bị sập nguồn là một nhá, và không rút cáp ra, đấy nó báo lỗi gì đỏ đỏ này, nhưng mà kệ nó báo lỗi gì đỏ đỏ cũng kệ nó. Đấy, nó cứ sẽ chạy thôi. Đấy, coi không, nó sẽ chạy tiếp thôi.
Đấy. Đấy, nó sẽ chạy tiếp thôi. Các bác nhớ nhé, trong quá trình làm cái này, các bác nhớ phải, ví dụ như các bác làm bằng laptop thì tốt hơn. Ví dụ các laptop các bác sẽ có pin mà, thì kể cả có mất điện thì nó vẫn vẫn chạy tiếp. Đấy. Còn các bác nhiều khi làm bằng máy tính bàn, nhiều khi bị mất điện nó có thể bị treo logo hoặc là nó bị hỏng này hỏng cái kia, cho nên các bác hết sức cẩn thận nhé. Đấy. Các bác cứ để nó chạy thôi. Đấy. Nó sẽ chạy rất là lâu đấy. Đấy. Nó chạy rất là lâu đấy các bác. Sẽ chụp ảnh cái này lại thế nào. Khó chụp phết thôi kệ nào không chọn. Đấy, nó sẽ chạy rất là lâu nhé các bác. Trong khi chờ nó chạy thì ngồi chém gió với các bác thôi. Thực ra thì clip nó rất là dài rồi, em không muốn phải nói nữa. Thì đấy, các bác chờ nó chạy xong là nó xong thôi, nó sẽ cứ để nó chờ nó chạy bao giờ nó xong thì nó xong thôi. Đấy, thì đây là cái, đây gọi là cái cách thứ hai thôi. Cách thứ hai để các bác gọi là chạy cái phần mềm cho LG. Kể cả bác chạy lên hay chạy xuống thì cũng đều có thể dùng được cách này nhé. Đấy, và ngoài ra thì còn có hai clip ở đằng trước nữa để mà các bác tham khảo trước đi nhé. Nếu như các bác không làm được nữa thì mới dùng cái cách này nhé. Đấy, hoặc dùng luôn cách này cũng được, chẳng sao cả. Đấy. Thực ra là em thấy là tại vì đây là lần đầu tiên em dùng cái bản LG ROM up này, thì hồi xưa toàn dùng gọi là dùng LG up thôi. Nó hình như nó mới hơn thì phải, nhưng mà tại vì cái nhiều cái con ấy, nhiều con điện thoại mà dùng mấy cách đấy mà không được ấy, thì lại phải dùng cách này. Đấy, thì em đã mò hết, ngồi bò gặp hôm nay ngồi bò cả buổi mới tìm ra cách này, tự nhiên lại nó lại được, cho nên em khoe với các bác thôi. Cho nên là các bác cứ chịu khó mày mò thì nó cũng làm được thôi. Còn nói thật với các bác là bây giờ LG nhà mình cũng hẹo rồi, và anh em dùng LG cũng ít, và đặc biệt là những anh em mà vọc vạch LG thì gần như là không có nữa, và cũng chẳng biết gì để vọc vạch ấy. Và bây giờ vẫn muốn vọc vạch ấy, thì hoàn toàn là phải phải mất tiền các bạn. Đấy. Những anh em làm phần mềm cho LG thì người ta cũng phải kiếm sống, cho nên là người ta phải 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 lấy tiền thôi. Đấy. Cho nên người ta không không chia sẻ mấy cái này đâu. Nên là với lại người ta không có thời gian để chia sẻ ấy, vì 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 nó quá mất thời gian đấy. Và người ta không có thời gian ngồi làm clip mình như em đâu. Thực sự là bác nào mà dùng LG ấy, mà chịu khó cày mấy clip của em ấy, thì các bác sẽ biết được rất nhiều thứ ấy. Mặc dù là chỉ biết những cái cơ bản thôi, nhưng mà những cái cơ bản đấy sẽ góp phần cho các bác là đỡ bị gà, đỡ bị lừa các bác. Thực sự, tại vì hồi xưa em bị lừa bị gà nhiều quá rồi thì mình phải rút ra kinh nghiệm thôi. Đấy, nên các bác bắt buộc phải trả giá, còn các bác không muốn trả giá thì các bác phải học. Các bác phải 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 tích lũy kinh nghiệm thôi. Thì trong khi đó là kinh nghiệm thì em có bao nhiêu thì em đã chia sẻ hết lên những cái clip của em rồi. Các bác chỉ là các bác lười không xem thì các bác ráng chịu thôi. Nhiều khi là mấy bác nhắn tin cho em bảo là em bị này bị kia, em bị lừa này lừa kia, nhưng mà nhiều khi toàn bị lừa những cái rất là buồn cười, rất là củ chuối, rất là cơ bản luôn ấy. Đấy. Thôi được rồi, nó như này là đã xong rồi các bác. Nó cứ chạy được như này là coi như là đã xong rồi đấy. Đấy, cho nên các bác cứ kiên nhẫn, nó chạy thì chờ, nó chạy đến 100% finish là xong thôi. Đấy. Rồi ok, như thế là đã em à, thực sự là mới có hình như mới được 25 phút. Kệ nó đi đấy, các bác thích ngồi chém gió đấy thì ngồi thôi đấy, còn không các bác là tắt đi cũng được đấy, cứ chạy thôi. Cái phần mềm này chạy thì hơi lâu, với lại nó cũng tùy thuộc vào cái cấu hình máy của các bác nữa ấy. Nên nó em cũng đoán thế. Máy em thì nó cùi quá rồi nên nó sẽ chạy rất là lâu thôi. Đấy, ok. Đấy, sắp xong rồi. Thì đây ấy, nó chỉ là một cái cách dùng cái bản LG Up cũ thôi. Tại vì em thấy là bản này là bản 1.1 mà. Bây giờ mấy cái bản ở clip trước là nó bản 1.6 rồi. Nên cái giao diện nó hơi khác. Đấy. Cho nên các bác nào mà bị con máy nào mà khó đẻ hay khó khó đỡ, không không thể dùng mấy cái cách kia được thì dùng cái này cũng được nhé, cứ tham khảo thôi. Rồi ok, lên rồi đấy. Rồi xong rồi các bác, con máy em đang khởi động lên rồi. Đây này, nó đang khởi động lên rồi này.
Đấy. Thôi cứ chờ nốt nó lên. Rồi ok, thế thôi nhé, chém gió các bác thế là đủ rồi. À, chào các bác, chúc các bác sẽ làm được.